Sáng ngày 15 tháng 8, Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ đạo 138 phường Văn An tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại khu dân cư Hữu Lộc. Về dự có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Công an thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể phường. Tại ngày hội, đại diện khu dân cư Hữu Lộc đã báo cáo kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Theo đó, từ đầu năm đến nay, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu dân cư Hữu Lộc được duy trì và phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Chi bộ và chính quyền khu dân cư luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh trật tự, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, cổ vũ động viên các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều hình thức đổi mới phù hợp. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như mô hình hội viên hội cựu chiến binh tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, mô hình tổ liên gia an toàn về an ninh trật tự và mô hình 4 cộng. Khu cũng đã thành lập mới 2 mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự gắn với thông tư 124 của Bộ Công an quy định khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về an ninh trật tự. Ngoài lực lượng, tổ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở mới được thành lập gồm 3 thành viên, khu dân cư còn có phương án dự phòng để huy động lực lượng dân quân, lực lượng các tổ chức đoàn thể nhân dân và người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu dân cư. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư Hữu Lộc được giữ vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Dịp này, 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được Ủy ban Nhân dân phường khen thưởng. Cũng trong ngày hội, khu dân cư Hữu Lộc đã phát động ký giao ước thi đua xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 và tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi và bóng bàn giữa các câu lạc bộ trong khu dân cư.